Em gái nhà Phương nhắn nhủ đến dì gái và anh rể Trường Giang gây xúc động. Sau đám cưới, em gái nhà Phương nhắn nhủ đầy xúc động đến chị gái. Mong chị phải luôn hạnh phúc và cười thật nhiều, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ngày 25 tháng 9 vừa qua, đám cưới của Trường Giang và nhà Phương được tổ chức hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay giờ phút thiêng liêng trên sân khấu, tưởng chừng như hai vợ chồng sẽ mạnh mẽ trước sự hiện diện của khách mời và hai bên gia đình, nhưng họ đã khóc rất nhiều. Với người thân, bạn bè ai cũng mừng vì Trường Giang và nhà Phương cuối cùng đã về chung một mái nhà sau hơn 3 năm yêu đương sóng gió. Cụ thể mới đây, trên trang cá nhân, em gái nhà Phương cũng gửi lời chúc mừng đến chị gái. Kèm đó là clip toàn bộ hôm đám cưới, Phương Anh viết: "Chị xứng đáng có được hạnh phúc, Trần Thị nhà Phương phải luôn mạnh khỏe và bình an nhé bé Bi, người thương của em." Lời chia sẻ đầy tình cảm của em gái nhà Phương trên trang cá nhân. Phía anh trai Trường Giang trước đó cũng đã có những chia sẻ dành cho em trai và em dâu. Anh mượn chuyện đám mây được trang trí trong tiệc cưới qua cách tinh tế nhắn gửi đến Trường Giang và nhà Phương. Nếu có dịp, anh sẽ nói về chuyện những đám mây trên sân khấu này, tại sao lúc đen, tại sao lúc trắng. Đó là một câu chuyện dài và điều anh mong hai đứa nhìn vào những hình ảnh của hôm đó để sống cuộc đời còn lại của mình với chỉ toàn mây trắng mà thôi. Cách đây vài ngày, trên trang fanpage riêng, nhà Phương vừa bất ngờ chia sẻ hình ảnh của hai vợ chồng. Có thể nói, đây là lần đầu tiên người đẹp đăng tải hình ảnh về chồng kể từ sau đám cưới. Từ trước đến nay, dù đang hẹn hò hay sóng gió, cả đến ngày tổ chức lễ cưới, người đẹp vẫn không hề có động tĩnh gì về người bạn đời này. Nhà Phương tâm sự, đi chơi có mấy ngày mà việc quá trời việc đang chờ luôn. Giờ là phải trở lại guồng quay công việc thôi. Chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng nha. Mãi yêu. Đến hiện tại, cả hai đã kết thúc chuyến đi trăng mật và cũng bắt đầu lao vào công việc. Ốc Thanh Vân cùng ông xã Chí Rùa kỷ niệm 10 năm ngày cưới đặc biệt tại Mỹ. Vợ chồng Ốc Thanh Vân gắn bó với nhau cả thanh xuân. Nếu tính cả thời gian hẹn hò thì đến nay họ đã có hẳn 20 năm đồng hành cùng nhau. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, MC Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ, ngày 13 tháng 10 là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, nhưng cả chuyến đi này cũng là chuyến đi ăn mừng. Lúc nãy, ba đứa nó ngủ gục trên bàn cả đám, nên không thấy cùng ba mẹ thổi nến. Hôm nay nhà Ốc đi Disneyland, mai thì đi San Francisco, đoàn thì có người về, có người ở lại, có người đi tiếp. Thương chúc các anh chị sức khỏe, bình an và hạnh phúc, yêu. Cả hai vợ chồng cũng khá bất ngờ khi được những người đi cùng chuyến du lịch tặng bánh kem và hoa. Ốc Thanh Vân và Chí Rùa đã kết hôn được 10 năm, nhưng nếu tính luôn cả thời gian hẹn hò, thì cả hai đã gặp gỡ từ thời còn là học sinh cấp 3, gắn bó với nhau hơn 20 năm. Dù có khá nhiều lần mâu thuẫn và chia tay, nhưng đến cuối cùng họ vẫn là của nhau và có thêm một tổ ấm rất hạnh phúc. Những ngày này, vợ chồng Thanh Vân đã đưa các con cùng đi Mỹ. Đây là chuyến đi mà cô đã lên kế hoạch và chuẩn bị khá lâu. Sở thích của cả gia đình là đi du lịch khắp nơi, cùng tạo nhiều kỷ niệm đặc biệt. Đồng thời, Ốc Thanh Vân từng tiết lộ cô không đam mê hàng hiệu mà dùng số tiền làm ra để đưa cả nhà đi chơi. Nhiều người ngưỡng mộ khi thấy cô có thể vừa hoàn thành công việc nhưng cũng sắp xếp được thời gian cho gia đình. Đặc biệt, trước ngày đi Mỹ, Ốc Thanh Vân còn ghé thăm Mai Phương. Cô tiết lộ tình hình sức khỏe của đồng nghiệp khá tốt, bác sĩ cũng khuyên nên lạc quan điều trị bệnh. Trấn Thành nhiều lần cứu nguy cho Harry Won khiến fan vừa bất ngờ vừa thán phục. Nhiều lần thấy vợ rơi vào trường hợp khó xử, Trấn Thành đã có cách xử lý bất ngờ khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Mới đây, khi xuất hiện tại tiệc sinh nhật của Mr. Đàm, vợ chồng Trấn Thành Harry đã trở thành tiêu điểm chú ý khi gặp phải sự cố không mong muốn. Theo đó, trong buổi tiệc đang diễn ra, một nhân viên phục vụ sơ ý làm đổ nước lên bộ váy xinh đẹp của bà xã Trấn Thành. Trong lúc lau dọn, giọng ca anh cứ đi đi vô tình làm đổ thêm một ly nước khác trên bàn, khiến tình huống trở nên lúng túng. Trấn Thành ngồi bên cạnh liền đứng dậy lo lắng cho Harry Won, nhưng không to tiếng với nữ nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, khi phát hiện có nhiều người đang quay lại cảnh tượng này, Trấn Thành đã nhẹ nhàng nhắc nhở họ đừng quay nữa. Anh không muốn sự cố nhỏ này lại trở thành đề tài bàn tán. Hành động tinh tế của nam MC đã nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành có cách xử lý khéo léo giúp vợ thoát khỏi cảnh lúng túng. Cách đây không lâu, khi đăng ảnh tình cảm với vợ trên trang cá nhân, một khán giả đã vào trêu chọc cặp đôi và gọi tên tình cũ Tiến Đạt. Ngay lập tức, nam diễn viên cũng đã có màn đáp trả rất thẳng thắn.
Ở một buổi livestream khác của hai vợ chồng, Harry Won lại một lần nữa bị khán giả trêu đùa và nhắc tên tình cũ. Trong khi nữ ca sĩ chỉ biết cười trừ, thì Trấn Thành đã nhắc đích danh và lên tiếng cảnh cáo kẻ trêu ghẹo vợ mình. Anh thậm chí còn mời người này ra khỏi cuộc livestream. Khi hai vợ chồng tham gia game show Khi đàn ông mang bầu, không ít lần Harry Won đã bày tỏ nỗi lo về chuyện sinh con, bởi cô từng bị ung thư cổ tử cung từ nhiều năm trước. Khi nhiều người cho rằng Trấn Thành sẽ thất vọng vì kế hoạch sinh con liên tục bị trì hoãn, nam diễn viên đã đáp trả rất khéo léo. Tôi đón nhận điều đó rất bình thường, bởi tôi luôn quan niệm bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với chúng ta. Dù cô ấy có như thế nào, tôi vẫn yêu cô ấy thôi, và tôi nghĩ ngược lại chắc gì tôi đã không bệnh trước cô. Không chỉ nổi tiếng với những phát ngôn tinh tế và cách hành xử thông minh, Trấn Thành cũng từng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ khi luôn ân cần, chăm sóc vợ mọi lúc mọi nơi. Anh luôn giúp vợ chăm chút hình ảnh từng chút một. Hình ảnh quen thuộc của Trấn Thành Harry Won mỗi khi cặp đôi xuất hiện cùng nhau. Biết Harry không giỏi trong việc nội trợ, nam MC nổi tiếng cũng từng nhiều lần tự tay vào bếp để nấu món ngon cho cả nhà. Khoảnh khắc Trấn Thành loay hoay giúp vợ sửa giày cao gót trong hậu trường. Vào ngày cưới của cả hai cách đây 2 năm, Trấn Thành cũng tự mình đứng ra lo liệu tất cả mọi thứ. Anh không muốn Harry phải bận tâm lo lắng quá nhiều về hôn lễ của cả hai. Bởi em chỉ cần tận hưởng ngày vui thôi, mọi thứ cứ để anh lo. Chuyện tình cảm giữa Trấn Thành Harry từng hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích từ dư luận. Thế nên trong ngày cưới, Trấn Thành đã không kìm được cảm xúc, nhiều lần rơi nước mắt khi tâm sự về quãng thời gian sóng gió của cả hai. Còn nhớ ngày Harry xác nhận chia tay Tiến Đạt sau 9 năm, cô từng bị nhiều khán giả chỉ trích là kẻ bội bạc. Thời điểm đó, Trấn Thành đã một mực lên tiếng bảo vệ Harry Won và thay cô hứng chịu mọi gạch đá từ dư luận. Sau khi nên duyên vợ chồng, số lượng người ghen ghét chỉ trích vợ chồng Trấn Thành Harry Won đã ngày một giảm đi, nhất là khi cặp đôi liên tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, cả ngoài đời lẫn trong công việc. Gần đây, Harry cũng khiến nhiều người chú ý khi so sánh cảm giác làm việc chung với Trường Giang và Trấn Thành. Nữ ca sĩ cho biết, khi dẫn chương trình cùng người khó, cô sai thì anh sẽ dẫn cô luôn và sẵn sàng bỏ cô bơ vơ. Nhưng khi làm việc với chồng thì em có sai thì anh sẽ cứu lại, vợ chồng cộng trừ với nhau, hỗ trợ nhau. Tuấn Hân bị dân tình buông lời cay đắng dù đã nhập viện cấp cứu. Câu chuyện live show của Tuấn Hân bị hủy sát giờ diễn đang gây sốt trong dư luận. Mới đây, nam ca sĩ đã phải nhập viện cấp cứu vì lý do suy sụp tinh thần. Nhưng thật đáng buồn vì trong hoàn cảnh đen tối thế này, Tuấn Hân vẫn bị dư luận mỉa mai đá xéo và không ngần ngại buông lời cay đắng. Live show Ngựa Hoang kỷ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hân được đầu tư công phu hoành tráng với sự góp mặt của nhiều khách mời tên tuổi. Ngay từ ngày đầu tiên, số lượng vé VIP phát hành đã bán chạy như tôm tươi. Nhiều người dự đoán đây sẽ là show để đời của ca sĩ Tuấn Hân. Nhưng có vẻ người tính không bằng trời tính, chỉ còn cách giờ diễn vài tiếng, Tuấn Hân bất ngờ nhận được thông báo hỏa tốc từ cơ quan chức năng yêu cầu hủy show. Lý do được đưa ra sau đó là điều kiện an ninh và phòng cháy chữa cháy không đảm bảo. Đây là cú tát trời giáng vào cả ekip tổ chức, đặc biệt là cả giọng ca Cầu Vồng Khuyết. Anh đã khóc khi nhận được thông tin này và suy sụp đến độ phải nhập viện cấp cứu. Vướng phải vận đen, Tuấn Hân nhận được sự an ủi chia sẻ từ đồng nghiệp và khán giả. Tuy nhiên, vẫn không ít người sẵn sàng canh me để lên tiếng mỉa mai đá xéo anh. Nguyên nhân lớn nhất bắt nguồn từ status chết người liên quan đến Trường Giang cách đây không lâu. Người ta còn lạnh lùng tuyên bố đó là quả báo. Lúc đăng ảnh châm biếm Trường Giang thì có nghĩ tới cảm xúc tinh thần của cặp đôi đã định ngày cưới đâu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười, quả không sai, kết quả của nghiệp tụ dồn thôi. IQ đặt tên show là Ngựa Hoang Chi, đặt tên là Bày Đặt Ngựa Ngựa là được rồi. Quả báo là có thật. Bên cạnh đó, người ta cũng nhắc lại vụ Tuấn Hân, từng lên tiếng đe dọa các gân anti-fan khi họ buông lời xúc phạm đến con trai mình. Trang sức kim cương trị giá 7 tỷ của anh cũng bị đưa vào tầm ngắm, chắc không hợp phong thủy. Trong showbiz, Tuấn Hân được đánh giá là ca sĩ đình đám có tiếng nói. Tuy nhiên, số lượng người không vừa mắt Tuấn Hân cũng thuộc dạng bao la, vốn tính khí nóng nảy, đôi lúc hơi giang hồ và đùa quá trớn, nên nam ca sĩ vẫn bị liệt vào top ngôi sao lắm tài nhiều tật. Nhưng lần này có vẻ dân tình đã quá tay và hơi vô cảm. Đối với ca sĩ, việc hủy live show đột ngột chẳng những làm tổn hại về kinh phí mà còn gây ảnh hưởng về mặt uy tín đối với khán giả. Huống hồ chi, đây còn là live show tâm huyết kỷ niệm 20 năm đi hát của Tuấn Hân. Trên trang cá nhân, vợ nam ca sĩ không ngừng chia sẻ trạng thái ủng hộ động viên chồng. Đàm Vĩnh Hân, Lệ Quyên
cũng gửi lời an ủi chia sẻ đến người bạn thân của mình. Đây có thể xem là vận đen lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của Tuấn Hưng. Khán giả vẫn hy vọng live show Ngựa Hoang có cơ hội được diễn ra, vì công bằng mà nói, nó là một bữa tiệc âm nhạc công phu, nghiêm túc và đáng xem. Họ cũng hy vọng anti-fan có thể nhẹ nhẹ tay khi gõ phím bình luận, nếu không yêu, đừng nói lời cay đắng. Hồ Quang Hiếu cho thuê nhà quay phim, nhưng dân mạng lại choáng vì nội thất xa xỉ. Hồ Quang Hiếu vừa khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ trước hình ảnh ngôi nhà sang trọng mà nam ca sĩ vừa đăng tải trên Facebook cá nhân. Mới đây, Hồ Quang Hiếu vừa khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân hình ảnh ngôi nhà cực kỳ sang trọng của mình. Nội dung của bài đăng Hồ Quang Hiếu nhằm thể hiện việc muốn cho thuê ngôi nhà sang trọng với nội thất đẹp mắt cho các dự án nhà sản xuất đang tìm kiếm bối cảnh để quay phim và MV. Nội dung chi tiết của bài đăng Hồ Quang Hiếu như sau: do nhu cầu giải trí và truyền thông ngày càng tăng cao, nên mình muốn cho thuê nhà của mình làm bối cảnh để quay phim, quay MV. Nhà thiết kế hiện đại và đầy đủ vật dụng, không gian rộng rãi có thể đặt được nhiều góc máy. Nhà mình ở quận Gò Vấp, bên ngoài là công viên rộng rãi và bên trong đậu xe thoải mái. Trong nhà có đầy đủ đồ ăn nước uống cho mình bán thêm luôn, khỏi ra ngoài mua. Tuy nhiên, điều được cộng đồng mạng chú ý trong bài đăng của Hồ Quang Hiếu không phải định cho thuê nhà của nam ca sĩ, mà là hình ảnh giới thiệu về nội thất ngôi nhà được hiếm hoi chia sẻ. Thiết kế nội thất của ngôi nhà Hồ Quang Hiếu không hề thua kém bất cứ biệt thự, chung cư cao cấp của các nghệ sĩ khác trong làng giải trí. Việc chọn tông màu trầm khiến ngôi nhà trở nên sang trọng, chưa kể việc kết hợp với hầu hết nội thất bằng gỗ tinh tế có sự hài hòa về màu sắc đã tạo nên một tổng thể hoàn mỹ. Điểm ấn tượng nhất trong ngôi nhà của Hồ Quang Hiếu chính là các nội thất bàn ghế, giường, tranh ảnh, tủ đều mang sự hiện đại, tinh tế, tăng lên giá trị ngôi nhà lên rất nhiều lần. Ngay sau khi hình ảnh về ngôi nhà của Hồ Quang Hiếu được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý rất lớn của nhiều người, hầu hết các bình luận của cộng đồng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự sang trọng và giá trị của ngôi nhà Hồ Quang Hiếu. Ngoài ra, một số khác còn dành lời khen ngợi đối với thiết kế nội thất. Hồ Quang Hiếu là ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí, chính vì vậy, việc anh sở hữu một ngôi nhà sang trọng cũng là điều không có gì là lạ.